Cái này chắc chắn là xá lợi của bậc thầy chúng ta rồi. Một cuộc khai quật tại thành Ca Tỳ La Vệ đã chứng minh được điều đó. Và một người tôn thờ bảo tháp không ai khác chính là một vị vua sống cách đây 2.300 năm. Trước vị vua này tặng 300 năm, một đấng minh triết đã từng nhập diệt tại đây. Đây chính là dòng sông Ni Liên Thuyền. Và chính dưới cái gốc cây này thì ngài đã đạt được cái quả dị. Thiệt là một cái nguồn năng lượng vô biên. Chúng ta đang có mặt tại Nalanda. Bức tượng này thì thể hiện tình hữu nghị giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Và đây chính là vườn Lộc Uyển, nơi Đức Phật đã luân chuyển pháp luân. Ngoài sau lưng mình đó chính là một cái di tích Phật giáo cực kỳ nổi tiếng. Một cái di tích mà 2.200 năm. Gửi lời chúc an lành đến bà con. Trưa hè ở Bắc Ấn rất là nóng dã man, oi bức và khó chịu. Và mình đang trong hành trình chiêm bái các thánh tích của chúa Xá Lợi của Phật Thích Ca. Và địa điểm đầu tiên mà chúng ta sẽ đi chiêm bái đó chính là thành cổ của bộ tộc Thích Ca, cách Lâm Tỳ Ni nơi Phật Đản sanh là 30 cây số, sát biên giới với Nepal. Nơi này có tên gọi là Birawa. Đây được xem là hoàng thành của vương quốc Ca Tỳ La Vệ ngày xưa, nơi mà thái tử bộ tộc Thích Ca đã trải qua cái thời kỳ niên thiếu của mình tại đây. Mình tới đây không phải để coi một cái tàn tích hoàng thành còn gây tranh cãi, mà là để thấy một cái bảo tháp. Namaste các bạn hữu từ Việt Nam. Đây chính là bảo tháp Birawa. Vào tháng giêng năm 1898 thì một kỹ sư người Anh có tên là William Pepper đã cho nhân công của mình đào xuống một cái khu mộ bằng gạch và họ đã phát hiện ra một cái hòm đá rất là giống với những cái hòm đá Ai Cập, thứ mà chưa được tìm thấy ở Ấn Độ trước đó, và họ đã tìm ra một cái châu báu. Vì Pepper không phải là nhà khảo cổ nên ông không hề biết những thứ mà ông tìm thấy là gì cả. Có rất nhiều trang sức và hài cốt được trộn lẫn vào nhau. Đặc biệt là trên một chiếc bình có khắc những ký tự rất là kỳ lạ. Do là thời đó không có máy ảnh cá nhân như là bây giờ nên ông phải vẽ lại những cái ký tự đó lên trên giấy, rồi sau đó gửi thư cho một chuyên gia. Sau vài tuần chờ đợi thì ông nhận được một kết quả. Đó chính là những ký tự được viết bằng chữ Sanskrit và đọc lên là dòng chữ Sanskrit tiếng Phạn này dịch ra có nghĩa là đây chính là xá lợi của Đức Phật. Ông rất là sửng sốt và đứng hình với cái phát hiện này. Tận 70 năm sau thì một nhóm khảo cổ nhà nước đã tiếp tục đào xuống sâu hơn. Và mọi người biết họ tìm thấy cái gì không? Thêm hai chiếc bình chứa xá lợi của niên đại từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên được tìm thấy, tức là vào thời của Đức Phật. Thành Ca Tỳ La Vệ kéo dài từ Nepal qua tận Ấn Độ. Và nơi này được cho rằng Tất Đạt Đa đã trải qua 29 năm làm thái tử tại đây. Đó chính là câu chuyện xá lợi ở Birawa. Cảm ơn Phong Ca và các bạn. Nếu có đến Lâm Tỳ Ni thì liên hệ với mình nhé. Vậy thì tại sao hai lần khai quật đều tìm thấy hai lần xá lợi? Ai là người đã chôn thờ các xá lợi đó và hiện các xá lợi đó đang nằm ở đâu? Mình đã đến Kautina, một trong tứ đại đồng tâm hành hương nơi Đức Phật đã nhập Niết Bàn, để tìm câu trả lời. Nơi này cách Birawa là 160 cây số. Sinh lão bệnh tử là điều tất nhiên trong cuộc sống. Ngay cả Đức Phật đây cũng phải đối diện với những khổ đau về bệnh tật, và ngài đối diện với cái chết. 80 tuổi hả anh? Đúng không? Đúng rồi, khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì lúc đó ngài đã 80 tuổi. Và đây chính là Kautina. Trước khi nhập Niết Bàn thì Đức Phật đã biết rằng mình sẽ nhập Niết Bàn và thông báo trước 3 tháng ha. Và sau 49 năm hoằng pháp thì trước khi nhập Niết Bàn thì ngài biết rằng ngài giờ luôn, và ngài đã thông báo rằng này các đệ tử, này Anan, trong vòng 3 tháng nữa thì ngài sẽ nhập Niết Bàn. Nếu như tăng đoàn của ngài có bất kỳ những cái giáo lý nào chưa rõ ràng thì hãy hỏi Đức Phật, Đức Phật sẽ trả lời. Và Đức Phật thấy rằng mọi thứ đã ổn định rồi, giáo lý của ngài đã luân chuyển và chính nên Đức Phật cũng ra đi rất là thanh thản. Thì cái bài giảng cuối cùng của Đức Phật cũng là bài kinh Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. Yeah. Từ cái bài kinh đó mà lưu truyền tới bây giờ, bánh xe pháp đó lưu truyền tới bây giờ. Nói chung cũng rất là đơn giản thôi, giáo lý của Đức Phật thì vẫn xoay quanh những cái điều rất là đơn giản. Đúng rồi. Không 8. Có gì là màu nhiệm hay là quá cao siêu, mọi người rất là dễ hiểu. Chính xác. Tại vì chỉ trong cuộc sống của chúng ta chỉ có 8 điều chánh thôi. Nếu chúng ta mà làm được 8 cái điều chánh đó là chúng ta được giải thoát được.
được tự do và bình an trong cuộc sống. Và đây chính xác là cái nơi mà khi đó Đức Phật đã nằm dưới vườn cây sa la. Khi mà Đức Phật chính thức nhập Niết Bàn thì bông sa la rụng xuống trong một cái tình cảnh rất là cảm động. Nhạc trời vang lên và Đức Bổn Sư Thích Ca chính thức nhập Niết Bàn. Đằng sau cái ngôi đền này còn có một cái tháp là nơi mà đã tổ chức cái buổi lễ trà tỳ dành cho Đức Phật. Sẽ là được phân chia ra 8 nước. Thật là những con số rất là trùng hợp. Bát Chánh Đạo trùng hợp với con số 8 vương quốc lúc đó mà Xá Lợi được chia ra. Lúc mà Ngài đản sanh cũng trong rừng Sa La, và khi nhập diệt thì những bông Sa La cũng rơi rụng dâng cúng lên bậc thánh nhân đã nhập cõi Niết Bàn. Vậy là chắc ăn rằng một trong 8 phần Xá Lợi đã được trao lại cho tộc Thích Ca ở thành Cá Tỳ La Vệ. Hoàng thân quốc thích của Ngài đã chôn Xá Lợi ở trong vương thành và còn xây tháp thờ nữa. Và các nhà khảo cổ Ấn Độ vào những năm 1970 đã khẳng định rằng hai cái hộp đá được tìm thấy là cách đây 2500 năm. Ba người coi cái gì trên này, ghi số 3 rõ ràng. Con lấy đi, bên đây là cho đàn ông đây. Thủ đô của Ấn Độ, New Delhi. Tại đây chúng ta sẽ cùng chiêm bái Xá Lợi có thật của Đức Phật, được tìm thấy tại làng Birawa của bang Uttaradesh. Đây là nơi mà lưu giữ tất cả những gì giá trị văn hóa linh thiêng của Ấn Độ trong vòng 5.000 năm, từ rất là nhiều triều đại cũng như là rất là nhiều tôn giáo, từ đạo Sikh, đạo Hindu, đạo Phật, Bà La Môn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng tới nơi chứa cái đó chính là Xá Lợi Phật. Ở đó Xá Lợi của Phật đã chứng đã giờ mất tích rồi, đem đi rồi, giờ chỉ còn cái Xá Lợi nhỏ, cái này là nhỏ thôi. Đúng rồi, cái Xá Lợi nhỏ anh, còn cái tháp bự thì đi rồi, nó mất tiêu rồi, trời, đưa đi đâu rồi trời. Đó chính là cái Xá Lợi được tìm thấy ở trong hai cái hộp. Tiểu bang ở một cái ngôi làng có tên là Birawa, một cái huyện có tên là Tất Đạt Đa ở bang Uttaradesh. Và hai cái hộp này có giá trị từ khoảng từ thế kỷ thứ 5 cho tới thế kỷ thứ 4 trước công nguyên, là cái đây rất là lâu rồi. Đây chính là hai bình Xá Lợi được khai quật tại thành Cá Tỳ La Vệ mà chúng ta đã nghe kể trước đó. Còn cái bình chứa Xá Lợi mà Pepper tìm thấy ở trong cái rương đá hiện đang trưng bày ở bảo tàng Kolkata. Số hơn dữ lắm mới được chiêm ngưỡng Xá Lợi của Đức Phật đó. Theo kinh điển thì Xá Lợi chia làm hai phần, đó là sanh thân và pháp thân. Và chúng ta đang thấy đó chính là Xá Lợi sanh thân của Đức Phật, cũng như xương cốt bình thường thôi à, chứ không phải là những cái viên ngọc lấp lánh mà người ta hay đồn đâu. Bởi vậy thì có một thiền sư khi tới đây thì đã dặn rằng pháp thân là vĩnh cửu, chứ mà sanh thân rồi cũng sẽ bị thời gian bào mòn mà thôi, các Phật tử nên minh triết. Ủa, vậy là Xá Lợi này được hoàng thân của tộc Thích Ca thổ tán trong thành Cá Tỳ La Vệ. Vậy còn cái bình mà Pepper tìm được là do ai chôn cất xuống bảo tháp mà được Pepper khai quật vào năm 1898? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Trời ơi, bây giờ hả, 5 giờ sáng thức dậy chạy tàu ra đây. Cuối cùng tàu nó chở nè. Tải cái ứng dụng nè, Where is my train. Giờ tàu nó chở gần 4 tiếng đồng hồ. iPhone không có có nha. Kinh khủng. Giờ đợi chờ queo ở đây. Mà đỡ là express, tàu siêu tốc mà giờ đợi 3-4 tiếng đồng hồ chở. Tàu có đi thì nhớ tải ứng dụng. Mà giờ thực sự là 5 giờ, bây giờ là 9 giờ 16 phút. Chở 3-4 tiếng đồng hồ còn gây hơn là máy bay nữa. Khách sạn thì bỏ thì trải rồi, ra đây thì nó đông, nó nóng. Dạ. Bên này chắc không ai dám bán bảo hiểm, mà bảo hiểm mà chạy chuyến. À. Chứ kỳ á. Chỉ có ngồi ngoài trời rồi giờ thấy đi. Trời. Làm gì mà chở gì ta, hay là bị tai nạn gì? Kiếm nhà hàng ngồi đi. Và có một nơi có thể trả lời được đáp án rằng ai đã xây bảo tháp cho phần Xá Lợi được Pepper tìm thấy. Mình sẽ đi lên đường, đi tới trái tim của xứ Thiên Trúc có tên là Sanchi. Đây gần mít bà rồi.
Alo. Dạ. Là một vé thôi. Và đây chúng ta đang trở về với Sanchi, một cái địa danh rất là gần với Vidisha. Đoàn của mình đã bắt xe lửa từ Agra đi tới Vidisha, rồi sau đó cách 8 cây số thôi thì chúng ta sẽ đến được một cái địa danh rất là nổi tiếng của Phật giáo, nhưng mà rất là ít đoàn hành hương tới đây, bởi vì chỗ này đường đi nó không có được thuận lợi lắm so với những cái đoàn hành hương. Đây chính là gọi là bảo tháp, đại bảo tháp của vua Dục Vương đã xây nên cách đây hơn 1.300 năm hả anh? 2.300 năm, trời ơi, cực kỳ lâu. Và đây chính là bảo tháp lớn nhất, cổ nhất, và là bảo tháp đầu tiên mà vua A Dục đã xây nên để chứa xá lợi Phật. Và A Dục Vương chính là người hành hương đầu tiên đi theo những cái hành trình của Đức Phật, và để rồi Ngài đã thu nhận xá lợi, và sau đó một phần xá lợi thì chia ra thành 84.000 những bảo tháp xuyên suốt Ấn Độ luôn. Và đây là bảo tháp bằng đá lớn nhất và cổ nhất, hơn 2.300 năm, quá trời ấn tượng, cực kỳ lớn. Và đây chính là một tiêu biểu đại diện cho kiến trúc Phật giáo còn tới hiện nay luôn, rất đẹp. Từ vua A Dục đã chọn cái nơi này. Thật ra nơi này thì không có liên quan gì tới hành trình của Đức Phật hết, nhưng mà no sir. So I am tourist guide, so I will explain about this stupa. So here it was the 3rd century BC to 12th century AD. Thì ông hỏi là có muốn tour guide không á? Nhưng mà thôi. No, thank you. Very small. So this is a very beautiful carving. 100 BC. Yeah. Đây cái cổng rất là lớn, rất là cao. Cổng này cao chừng chắc hơn 10 mét. Mà sao mấy cà voi bị rút chân hả? Mọi người thấy không, mấy cái cà voi hình như là làm bằng ngà thiệt hay sao á. Bởi vì ở đây bị bỏ hoang trong vòng cỡ 300 năm, rồi sau đó người ta phát hiện ra cái bảo tháp này. Thậm chí mấy cái trụ đá của ông A Dục á, ở đây bị đổ bể luôn, rồi người ta lấy đá để đi xây nước mía. Mà những cái hình điêu khắc ở đây còn rất là nguyên vẹn, rất là đẹp. Đây là đá nguyên khối nha, thấy không? Cái này là đá hoàn toàn, mà một cái khối đá duy nhất luôn đó, rất là bự. Dạ, hồi trước nó chỉ là một trụ đá rất là nhỏ thôi, rồi sau đó người ta xây thêm những cái lớp dày dày ra thì giờ nó đã rộng như vậy. Ở đây có 4 cổng đông tây nam bắc, một cái hình tròn hoàn hảo luôn. Ở cái Sanchi này không hề liên quan đến bất kỳ dấu chân nào của Phật hết, nhưng mà tại sao ông A Dục lại quyết định cho xây những cái bảo tháp tại đây? Bởi vì đây chính là quê hương của Hoàng hậu Davi, là người mà vua A Dục rất là thương mến, và ông ta đã muốn xây dựng một cái nơi mà để luân chuyển pháp luân, một nơi giống như để truyền bá Phật giáo vậy đó, biến nơi này thành một cái trung tâm Phật giáo giống như Nalanda vậy đó. Bởi vì nơi đây được xem như là một cái nơi trái tim của Ấn Độ, ở đây ngay trung tâm luôn. Đã vậy dân số ở đây cũng rất là hưng thịnh vào thời đấy, bởi vậy mà A Dục Vương đã quyết định chọn nơi này. Truyền kể rằng lúc còn bảo tàng thì trong một trận đánh thì vua Asoka bị thương tại cái vùng này và được tăng ni cứu chữa. Đó là lần đầu tiên mà ông nghe về Phật pháp. Và cũng tại nơi này thì ngài đã quen biết hoàng hậu Devi và lấy nàng làm vợ. Hai người đã tổ chức lễ cưới trong cái vùng này, bởi vậy mà nơi này rất có ý nghĩa với ông. Asoka đại đế từ tàn bạo trở thành đắc đạo và còn là Phật tử, ông có công mở rộng lãnh thổ cho Ấn Độ nên được nhà nước lấy bánh xe Asoka có 12 nang tượng trưng cho 12 thuyết viên khởi in trên quốc kỳ của nước này. Còn đầu trụ đá Asoka có 4 con sư tử cũng được lấy làm quốc huy, cho thấy vua A Dục quả là một bậc thánh dương. Vì quá hâm mộ Phật giáo nên ông đã cho điêu khắc rất là nhiều những cái điển tích Phật giáo lên đây.
Rất là nhiều người khắp nơi trên thế giới đổ về đây để mà chiêm ngưỡng một cái công trình nghệ thuật đã gần 2.300 năm. Đây là một tác phẩm Phật giáo rất là kỳ công và tuyệt vời. Cũng nhờ vua Ao Dục mà quá trình nghiên cứu Phật giáo diễn ra rất là thuận lợi. Đây là hai tác phẩm điêu khắc liên quan tới Xá Lợi. Phía trên là quân bảy nước kéo tới thành Câu Thi Na đội chia Xá Lợi Phật, còn bên dưới đó là quân của A Dục Vương đi gom Xá Lợi lại. Vua Asoka đã thu gom Xá Lợi mà các nước đã chia ra trước đó. Lúc này thì đã thống nhất lại còn một nước thôi. Sau đó thì vua A Dục đã phân tán thành 8.400 bảo tháp thờ Xá Lợi trên khắp vương quốc Khổng Tước của mình. Vì sao lại là con số 84.000? Bởi vì trong kinh điển có giải thích là 84.000 là số nguyên tử sắc thân của Đức Phật và 84.000 cũng là số đoạn trong toàn bộ giáo pháp. Vậy là đã có câu trả lời rồi hen. Bảo tháp Xá Lợi này cũng như là Xá Lợi mà Pepper tìm thấy ở thành Ca Tỳ La vậy là cùng một thời kỳ, đó chính là vua A Dục. Ông đã lấy Xá Lợi Phật thêm vào các trang sức lấp lánh rồi chôn bên trên phần Xá Lợi mà hoàng tộc Tích Ca đã chôn vào trước đó. Các nhà nghiên cứu đã cho thấy là chữ khắc cũng như là bình chứa những cái châu báu và Xá Lợi đều vào thời của vua A Dục Vương. Cái tháp có hình y chang như là tháp Sanh Chi luôn. Mọi người có thắc mắc tại sao lại là bảo tháp không? Tương truyền rằng trước khi tịch thì có người hỏi Đức Phật làm sao để có thể tôn kính sanh thân của Ngài. Phật đã gấp tư cái áo cà sa lại, úp cái bát khắc thực ngược lên, rồi sau đó đưa cho người đó. Vì vậy mà người ta xây bảo tháp để có thể thờ, và từ đó thì tục truyền y bát cũng ra đời luôn. Rời đồi Sanh Chi thì nắng cũng sắp tàn rồi. Mình nghĩ lại thì vì sao đại đế Asoka lại quy y ta? Hay là ông thấm thía với lời dạy của Đức Phật rằng chinh phục chính mình còn hơn gấp hàng ngàn lần chiến thắng vạn người ở trên chiến trường. Vậy thì nơi đầu tiên mà vua A Dục đã đến hành hương sau khi quy y là ở đâu? Hãy đi đến đó nhé. Đi đi, có một đàn vịt đi theo nè. Chuẩn bị có một đàn vịt đi theo nè. Đi đi rồi sẽ có một đàn vịt đi theo sao? Bao nhiêu cây? 8-9 cây gì đó ông này không đợi 700 này trả 500. Trả 500 chứ được. Được ạ. Taxi đấy cả. Giờ bù đồng quá. 300 được. Xem, chờ lộ 500. Bỏ đi rồi thầy. Bỏ đi. Mà đi lên rồi. Mọi người đang nhìn một cái mắt. Mà thắt đi chiếc cần rồi. Cầm giùm với cầm. Cuối cùng thì mình đã tới được Bồ Đề Đạo Tràng. Đây là ngôi đây là chùa Việt Nam. Tới đây chỉ cần xin tá túc thôi, mình không có số điện thoại liên hệ trước á, nên tới xin tá túc luôn. Chùa Việt Nam đây, thiết kế chùa một cột nè. Chưa đi con. Dạ. Yeah. Con quay được chứ? Dạ. Yeah. Thơm quá. Cái gì thơm vậy trời. Tại vì nó đói quá. Nó đói quá, đâu có ai cho nó ăn đâu. Thì người được lợi giống như là thập phương á. Đi lại đây thì ngày nào cũng cho nó ăn á. Mỗi ngày nó ăn hả, mình bớt bước ra đường hả. Nó đói lắm mà. Nó đua heo, nó chạy. Rồi quá. Ừ. Lúc mà giãn cách xã hội hả con? Con mình giãn cách. Cho nên 2 năm mày đâu có ăn qua đâu rồi. Cái chuột nó cắn hết rồi. Giờ mới nói lại hả? Nói lại mình đã nhỏ. Đây chính là dòng sông Mi Liên Thiền cách Bồ Đề Đạo Tràng. Cội Bồ Đề Linh Thiêng chỉ có 200m mà thôi. Và tại đây đã khắc ghi một lịch sử trước khi đắc đạo của một bậc thánh nhân cách đây chừng vài cây số. Đó chính là núi Tu Khổ Hạnh. Ở trong một cái khu rừng thì Thái Tử Đức Đạt Đa đã tu khổ hạnh tại đó. Và sau bao năm tháng tu khổ hạnh thì Thái tử Đạt Đạt Đa đã xuất cùng lực kiệt, rất là đuối rồi. Thì Thái tử thấy là việc tu khổ hạnh không phải là con đường để dẫn tới sự giải thoát,
mà phải là con đường trung đạo. Bởi vậy mà Thái tử Đất Đạt Đa đã từ bỏ cái lối tu khổ hạnh đó, và sau đó thì Ngài đã đi đến bờ sông Ni Liên Thiền này. Và tại cái bờ sông thì lúc đó Đức Phật đã ốm mo gầy mòn rồi, rất là đuối. Thì rất may là có một cái người phụ nữ có tên là Du Dịch Đà La đã dâng cúng lên cho Ngài một bát cháo sữa, và bát cháo sữa đó đã giúp cho Đức Phật tỉnh ngộ lại. Và sau khi uống bát cháo sữa đó thì Đức Phật đã xuống tắm gọi. Thôi tôi lại ở đây đi, đi qua đây. Trời ơi, sình dơ quá. Bây giờ thì dòng sông đã khô cạn đó. Ô, con chim kìa. Bây giờ thì dòng sông nó khô cạn thế này, không một giọt nước nữa. Mà trong khi ngày xưa vào thời Đức Phật, nước đây chảy rất là xiết. Ở đây chỉ toàn là cát. Và con nít này nó chơi bên những bờ sông ô nhiễm đến như vậy. Nước thì đang thùi, toàn là rác rến. Bây giờ không có đường mà đi nữa nè. Rồi, đánh bài nữa. Đây chính là... Trời ơi, như đứa trẻ nó đang làm gì vậy? Mấy đứa con nít đây đang làm gì vậy? Vô hay à. Mà nó dọc nước rồi, nước giờ đâu đang khô lùi. Quá là xịt. Hả? Quá dơ. Từ một cái dòng sông chảy xiết trong lành của Đức Phật thời xưa, bây giờ đã ô nhiễm đến thế này sao? Mà trên đây chỉ là nước thải thôi, chứ dòng sông đã khô cạn, không còn một giọt nước. Dơ quá. Làm gì trời, bắt cá hay gì vậy? Ủa, cái gì vậy? Cái hộp gì vậy? Hai con gì vậy? Cái gì vậy? Yeah. What is that? Daddy. Này, cái gì vậy? Ủa, con gì vậy? Hay gì vậy? Dê chó hay gì vậy? Dê hả? Phải không? Lali. What lali? Lali. Eat. Play. Chơi trò gì vậy trời? Ồ, nhiều dữ ta. Cục gì hả? Giờ ở đây nó không có nhát nè, mình lại bắt nó được luôn nè, thấy không? Dễ thương ghê. Nó không có sợ người, dễ thương không? Nhưng chó vậy đó. Triêu, 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 triêu. Tục cưng. Cái trời ơi. Hiền dữ ta. Bây giờ thì mình đang đi bộ qua con sông này, bây giờ nó khô cạn rồi. Mình cũng không thể tưởng tượng rằng ngày xưa Đức Phật đã vượt qua cái con sông này như thế nào nữa. Chứ nếu mà sông vẫn còn chảy xiết thì rất là khó đi. Bây giờ nó khô cạn thì toàn cát thôi. Mình băng qua một cái ngôi làng này có tên là Jujata luôn, lấy theo tên của cái người đã dâng bát cháo sữa lên cho Đức Phật. Đây là cái ngôi đền có tên là Cỏ Kusa. Đây là nơi mà một người chân châu đã dâng bó cỏ lên cho Đức Phật. Và cái loại cỏ kusa này để thiền định rất là mềm và êm. Nhưng mà mình nghe nói là cái loại cỏ kusa này thì nó rất là ngọt. Bởi vậy mà những con kiến và con trùng rất là thích. Mà Ngài vẫn có thể nhập sâu vào thiền định rất là hay. Bởi vì kiến, muỗi này nọ, mọi người nghĩ đi, khi mà ở trong rừng mà ngồi thiền định, con trùng này nọ cắn, mà Đức Phật vẫn có thể nhập định được. Bởi vậy thì chúng ta mới thấy được cái sức chịu đựng và cái ý chí của Ngài như thế lớn như thế nào. Bỏ ở đây nuôi không phải để lấy sữa, lấy thịt mà là lấy cức. Nè, đắp như nè. Đắp lên để làm mấy cái đồ mà chụm nữa đó. Chụm lửa. Mà thường là người ta làm cái này để người ta cúng trên bàn thờ. Ta đắp thành mấy cái... Hôm bữa mình coi mấy ông đó, ông biểu diễn đó. Ông đốt lửa bằng cước bò không? Gài bẻ ra cái để vô. Với hôm bữa mình coi nhang cúng bằng... Làm bằng cước bò. Cái này là cước bò đóng hộp nha. Nè, kìa, đắp lên vậy nè.
đó, nhà mà đắp lên kiểu lấy cái bò đắp, không phải đắp lên vậy biết làm gì, khô cho nó khô á, mà còn mát cái nhà nữa. Rồi sau đó người ta gỡ ra, có người thu mua, người ta bán. Đây là một cái khu tháp mà người ta xây dựng để tưởng niệm cho nàng Jusita, người đã có công rất là lớn khi mà dâng bát cháo sữa lên cho Đức Phật, đã giúp cho Thái tử Tất Đạt Đa tỉnh ngộ. Và sau đó thì ngài đã quyết định nhập định để mà trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Mình cũng không biết ở dòng sông Ni Liên Thiền bây giờ nó đã khô cạn thế rồi, người ta lấy nước đâu để tưới cho mấy cây này. Và đây mới chính là cái nơi mà nàng Jusita đã dâng bát cháo sữa lên cho Đức Phật. Còn cái tháp mới nãy mà mọi người thấy đó chính là nhà của nàng, và người ta đã tưởng niệm và rất là biết ơn nàng Jusita. Nước đồng dữ ha. Đây chính là nơi này, nhờ bát cháo sữa. Trời, người ta làm mấy bức tượng nè để tưởng nhớ ngày xưa. Cái đây cũng đã hơn 2000 mấy chục mấy trăm năm rồi. Xung quanh toàn là đồng quê vắng lặng, một vùng quê nghèo của Ấn Độ. Không khác gì lắm hả? Chắc 2000 năm trước thì nó cũng không khác gì lắm so với bây giờ. Những người này đang muốn quyên góp một chút gì đó dành để cho nguồn nước ở đây, bởi vì ở đây bây giờ rất là khô cằn. Mình sẽ đóng góp tiền một chút dành cho họ. Thật ra khi mà qua đây, khi mà sử dụng dịch vụ hay là ăn uống gì đó thì mình hay cho thêm tiền người dân, cũng như là nói chung là đóng góp tiền thôi, rồi mình nói mà là người Việt Nam. Điều đó làm cho họ rất là quý mến người Việt Nam, và sau này khi mà các bạn có qua đây thì người ta cảm thấy thích mọi người hơn, có ấn tượng rất là tốt với người Việt. Bởi qua đây hầu như là ai cũng biết tiếng Việt hết á. Niệm Phật này kia bằng tiếng Việt rất là hay. Không, thì nó cứ bu theo đòi tiền vậy nè. Từ những đứa mà không biết xài tiền luôn, bây giờ cứ đòi tiền. Bởi vậy những cái phái đoàn qua đây thì đừng bao giờ cho tiền như đứa con nít. Giống như là ủng hộ tụi nó đi kiếm tiền vậy đó. Không thèm đi học luôn, cứ phải đi xin ăn. Bởi vậy có qua đây thì nên gửi chút tiền cho những người già, người lớn. Chứ đừng bao giờ cho tiền như đứa con nít như vậy. Rồi nó bu ở đây luôn nè. Bu trên này. Không còn nghẹt cho nó. Và nó có một thanh niên đang cố gắng phát triển. Rồi, xuống lấy roi dụt nè. Xuống lấy roi dụt nè. Quay ngồi sau kìa. Chân giật đồ. Đó chính là những cái thánh tích phụ có liên quan tới cuộc đời Đức Phật. Nhưng mà một nơi chính mà vua Asoka đã tới hành hương sau khi quy y, đó chính là Bồ Đề Đạo Tràng. Và đây chính là một trong bốn điểm hành hương rất là quan trọng đối với người Phật giáo. Tháp Đại Giác ở Bồ Đề Đạo Tràng. Ở đây thì không cần phải mua vé, nhưng mà duy nhất rất là đặc biệt đó là máy ảnh phải có vé. Máy ảnh, máy quay phim cần có vé 100 ruby và cắm mang điện thoại vào bên trong. Bởi vì hồi trước có những người vào đây rồi mang điện thoại vào rồi cài cái chất nổ vô đó làm nổ chấn động ở trong này luôn. Bởi vì từ đó mà không có được phép mang máy quay điện thoại vào bên trong. Và mình đã trở về đây, nơi có cây Bồ Đề và tháp Đại Giác. Nơi đây Đức Phật đã nhập định và trở thành đấng giác ngộ. Nơi đây được ví như là thánh địa Jerusalem của đạo Thiên Chúa, hay là Mecca của đạo Hồi. Và với đạo Phật thì đây chính là địa điểm linh thiêng nhất, nơi có nguồn năng lượng rất là dồi dào. Tới đây thì chúng ta có thể phục dựng lại những cái năng lượng từ bi từ chính là chính tâm của mình. Bởi vậy rất là nhiều người tới đây để mà hành thiền, cũng như là cung kính chư Phật và chư Thiên. Đây chính là tháp Đại Giác. Tháp này thì ngày xưa được vua A Dục trước đó đã dựng nên, nhưng mà sau đó thì bị phá hủy rồi. Và tháp này thì được xây dựng lại thôi. Và bây giờ chúng ta hay nghe là 7749, đó là bởi vì Đức Phật sau khi đạt được quả vị, đạt được đấng giác ngộ thì Ngài đã trải qua 7 tuần tại đây. Và trong này thì chúng ta sẽ thấy có 7 cái bia đá
đánh dấu lại cứ mỗi tuần thì Đức Phật làm gì ở trong cái khu vườn này. Khi mà Ngài Huyền Trang tới đây thì Ngài cũng mô tả đây là một nơi rất là hưng thịnh, một nơi là trù phú, rất là nhộn nhịp, rất là nhiều những cái tăng đoàn tới đây để tụng niệm và cung kính Đức Phật. Và sau một cái thời gian bị bỏ hoang rất là lâu, trải qua rất là nhiều thế kỷ thì nơi này mới được phục dựng lại. Và từ đó thì trở nên hưng thịnh trở lại và rất là nhiều những cái phái đoàn từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây. Và nơi này trở nên nhộn nhịp hơn. Và đây chính là nơi mà Đức Phật đã trải qua tuần thứ ba của mình ở để gọi là đi tiền hành ở đây. Người ta làm những cái cột sen ở đây để đánh dấu lại những cái bước chân mà Đức Phật đã hành thiền sau khi Ngài đạt được gọi là cái gì? Không phải, cái đó là gì? À, sau khi Ngài được giác ngộ. Vào tuần thứ năm thì Đức Phật đã ngồi thiền dưới gốc cây này. Và gốc cây này hiện nay không còn nữa, nhưng mà người ta đã làm một trụ đá để tưởng niệm nó. Tại đây thì Đức Phật đã trả lời một đạo sĩ Bà La Môn rằng chỉ có những ai mong muốn trở thành đạo sĩ Bà La Môn thì mới phấn đấu trở thành đạo sĩ, chứ không phải là từ lúc sinh ra đã là đạo sĩ. Ý Đức Phật nói Đức Phật trở thành Phật cũng chỉ là một thái tử thôi, và Ngài đã chứng đạt quả vị, trải qua rất là nhiều những cái gian khổ gian khó mới trở thành Phật, chứ không phải là từ lúc sinh ra mà Tất Đạt Đa đã là một Đức Phật. Đây chính là nơi mà Đức Phật sau khi tuần thứ hai đạt được quả vị thì Ngài đã đến đây vào tuần thứ hai để mà nhìn về cái Bồ Đề với lòng rất là biết ơn vì cây đã che chở cho mình trong suốt cái thời gian tu tập. Và đây chính là nơi mà Đức Phật đã trải qua tuần thứ sáu, nơi Ngài thiền định. Tại đây thì khi Ngài ngồi thiền thì cỡ bên một cái hồ thì Ma Vương đã tạo ra trong ba bảo tố để phá Đức Phật, nhưng mà một mãng xà vương đã xuất hiện để mà che chở cho Đức Phật. Đức Phật đã trải qua tuần cuối cùng tại đây, tuần thứ bảy. Tại đây thì Đức Phật, thật ra lúc này Đức Phật đã rất là mệt mỏi và đuối sức rồi. Nhưng mà lúc đó có hai người thương buôn tới dâng cúng cho Đức Phật bánh và mật ong. Và hai người này nói với Đức Phật rằng Đức Phật đã trở thành một người giác ngộ rồi. Nếu mà Đức Phật bây giờ bỏ cuộc thì giáo lý đó sẽ không còn nữa. Họ đã thuyết phục Đức Phật phải luân chuyển pháp luân. Và để biết ơn hai người này thì Đức Phật đã cắt tóc của mình trao tặng cho hai người thương buôn này. Và theo truyền thuyết thì tóc lúc mà Đức Phật còn sống đã đi tới Miến Điện. Bởi vậy bây giờ nếu mà các bạn có tới Myanmar thì sẽ thấy một cái ngôi chùa rất là lớn ở Danh Gông có chứa xá lợi tóc của Đức Phật khi mà Đức Phật còn tại thế. Và sau đó thì Đức Phật đã quay trở về cái Bồ Đề để đảnh lễ lần cuối cùng. Rồi sau đó Ngài quyết định đi đến vườn Lộc Uyển để tìm gặp lại năm anh em của Triều Trần Như và quyết định luân chuyển pháp luôn. Một trong những khóa thiền mà mình nghĩ mọi người nên trải qua để hiểu được một phần nào đó mà Đức Phật đã trải qua trong suốt quá trình thiền định của mình để đạt được giác ngộ, đó chính là Vipassana. Vipassana là một kiểu thiền nguyên thủy của Đức Phật nha các bạn. Trải qua 10 ngày thôi, ở Việt Nam cũng có, mọi người có thể trải nghiệm. Thông thường với những đạo khác như đạo Chúa hay là đạo Hồi thì đó là hướng ra bên ngoài, tin vào những đấng tối cao, tin vào vũ trụ và thần linh. Thì với đạo Phật đó là chúng ta xoay vào bên trong. Thật ra thì ở đây cũng có rất là nhiều người phương Tây tới đây để chiêm bái hành hương Đức Phật. Với người phương Tây thì họ xem Đức Phật cũng là một nhà triết gia thôi, một nhà triết học. Và những cái tư tưởng của Ngài đã giúp người ta suy nghĩ đúng đắn hơn, cảm thấy cuộc sống của mình bình an hơn. Phật tử đến từ Hà Nội đến đây để cúng dường chư Tăng và cầu an. Ồ, nhánh Bồ Đề đẹp quá anh. Và đây chính là cái Bồ Đề linh thiêng. Cái Bồ Đề rất là nhiều tuổi. Thật ra cái Bồ Đề này không phải là cái Bồ Đề gốc, mà nó chỉ là cái Bồ Đề được chiết nhánh từ Sri Lanka thôi. Câu chuyện cho rằng vua A Dục khi mà trước khi đạt giác ngộ và đi theo Phật Pháp thì vua A Dục đã cho đốt cái Bồ Đề. Nhưng mà rất là lạ thì từ cái đống tro tàn đó một cái nhánh của cái Bồ Đề đã mọc lên.
Và từ đó thì vua A Dục đã chuyển tâm, hồi hướng và tin tưởng vào Phật Pháp. Có một cái thế lực gì đó rất là huyền diệu. Bởi vậy thì Ngài đã tin tưởng Phật Pháp. Rồi sau khi mà vua A Dục rất là quý cái bồ đề này, nhưng mà sau đó thì hoàng hậu của vua A Dục thấy vua A Dục hay đến cái bồ đề để mà năng niu ngồi thiền định, thì hoàng hậu của vua A Dục rất là nổi cơn ghen lên, không thích cái bồ đề nên đã đốn hạ cái bồ đề đó. Nhưng mà rất may là công chúa của vua A Dục đã đem một nhánh cây đem qua Sri Lanka trồng, và bây giờ thì cái cây rất là lớn, hơn 2.000 năm ở Sri Lanka, mới là cái hậu vệ chính của cái cội bồ đề mà trước đó Đức Phật đã ngồi thiền. Sau đó thì người ta mới chiết một cái nhánh ở Sri Lanka và đem trồng ngược lại ở đây. Nhưng mà cái bồ đề này cũng rất là nhiều tuổi rồi, và bây giờ thì nó tỏa bóng mát ra che cho những người ở đây họ hành thiền. Dù bây giờ thời tiết rất là nóng nhưng mà nhờ cái bóng cây mà cảm thấy cũng dễ chịu hơn. Cấm không có cho bứt lá cây như ngày xưa nữa. Ngày xưa rất là nhiều người bứt cây rồi đem về tặng nữa, ép vào cái tập để làm kỷ niệm rồi đem tặng cho nhiều người, ép lá khô á. Rồi mấy người buôn bán bên ngoài nữa, họ hái lá rồi họ ép khô họ bán á. Bởi vậy mà bây giờ bị cấm luôn. Bởi vậy bây giờ các bạn qua đây mà thấy người ta bán lá, đa phần là lá của những cây bồ đề khác ở xung quanh đây chứ không phải là cây bồ đề này đâu. Rất là nhiều người đến đây để thành tâm kính viếng Đức Phật Thích Ca. Tại đây một cái bản đánh dấu đó là vào năm 623 trước Tây lịch, tức là cách đây hơn 2.500 năm, thì Đức Phật đã, không phải, đó là Thái tử Đắc Đạt Đa đã chính thức đạt được giác ngộ tại đây. Vào đầu canh tư, Thái tử Đắc Đạt Đa chứng được túc mạng minh, Ngài thấy được rất là nhiều kiếp trong quá khứ. Vào canh 2 thì Ngài chứng được thiên nhãn minh, và canh 3 thì Ngài tư duy về nhân quả và chứng được trí tuệ. Và sau khi sao mai vừa mọc thì Ngài chứng vô thượng đẳng chánh giác bậc toàn trí vô thượng tôn. Thái tử Tất Đạt Đa đã chứng ngộ vào ngày rằm. Và bên trong này đó chính là Kim Căn Tọa. Đó là vị trí mà chính nơi mà Đức Phật đã ngồi dưới gốc cây Bồ Đề. Sau khi chứng đạo, Ngài đi từ Bồ Đề Đạo Tràng tới Vườn Lộc Uyển là 250 km. Giờ mình đi xe còn thấy quải nữa mà. Làng mạc chắc bây giờ cũng không khác xưa là mấy. Ở đó còn có một bảo tháp nữa thờ Xá Lợi. Hãy đến chiêm bái nha. Trời nóng quá. Trời, từ lúc hả? Dịch bệnh tới giờ là chính phủ bên đây hả, không còn mua vé trực tiếp nữa mà phải đặt trên mạng hết. Sau này mấy đoàn Việt Nam mà đi qua chắc phải đặt trước vé hết mới vô được. Hồi đó đây là quầy bán vé nè, mà giờ đóng cửa rồi. Làm đứng nắng nãy giờ cực khổ, điện không tin. Giờ mới la nè. Ui. Chào sếp. Yes, I got it. Và thậm chí vào thời của Đức Phật thì ở đây có rất là nhiều nai. Và vua Ba Tư Nặc đã cho bảo tồn những loài nai ở đây, cấm sát sinh, bởi vì mà nai sinh sôi nảy nở ở trong vườn nai này rất là đẹp. Nếu như Varanasi, Bà La Nại là cái nơi mà hành hương chính của đạo Hindu, thì cách đó 10 km thôi. Nơi đây từng là một nơi cực kỳ hưng thịnh, là một cái thánh địa của rất là nhiều đạo giáo. Như là gần đây thì có đạo Kỳ Na giáo nè, và xung quanh này có rất là nhiều chùa chiền. Và đây chính là Vườn Lộc Uyển, nơi Đức Phật đã luân chuyển Pháp Luân. Đức Phật đã quay trở lại đây để thuyết pháp cho những cái năm anh em của Kỳ Truyền Như. Và từ đó thì Đức Phật đã lập tăng đoàn đầu tiên tại đây. Nơi đây còn có trụ đá của A Dục. Sau đó khoảng 200 năm thôi thì vua A Dục là người đã chấn hưng Phật giáo và để lại rất là nhiều những di tích khảo cổ học rất là quý giá cho Ấn Độ. Và cái trụ đá ở đây dù đã bị gãy rồi nhưng cũng là một cái thánh tích rất là đáng trân trọng, được bảo tồn. Thật ra thì hồi trước không biết là Đức Phật luân chuyển Pháp Luân ở đây hả, vào mùa nào, chứ mùa này mình thấy nóng quá. Ngồi ở đây không mà nãy giờ chị không nổi luôn á. Mà ngày xưa Đức Phật hả, có thể đi bộ từ đâu ta? Từ Bồ Đề Đạo Tràng lên tới đây là bao nhiêu? 200 mấy cây số.
mà từ sông Hằng đi lên tới đây thôi là đi kiếm anh em Kiều Trần Như thôi là như cả chục cây rồi, mà thời tiết nóng nực như vậy nữa trời ơi. Nói chung là Đức Phật đưa ra một cái chân lý rất là đơn giản của cuộc sống thôi, sống là khổ, cái gì cũng khổ hết, làm sao chúng ta đối mặt với cái khổ và trong cái khổ mà chúng ta vẫn thấy được những cái hạnh phúc và từ từ chuyển cái khổ thành cái niềm an lạc, đó mới thực sự là con đường mà Đức Phật đã giác ngộ ra. Ở đây người ta đang tụng kinh, đây là đoàn mà đến từ Myanmar, Miến Điện. Chính là nơi mà Đức Phật đã thuyết pháp lần đầu tiên Đức Phật thuyết pháp và giảng tứ diệu đế. Và chính tại nơi đây Đức Phật đã luân chuyển bánh xe pháp luân. Giải thoát không phải là những gì cao siêu, mà giải thoát chỉ là mình sống hạnh phúc, mình sống tự tại, rồi thấy khổ nhưng mà vẫn vui. Giống như vậy nè, đi nóng nực chết mà vẫn bình tâm. Giới thiệu mình nghe nói là cái tháp này hồi xưa có chứa xá lợi của Phật, nhưng mà từ khi Phật giáo ở Ấn Độ bắt đầu suy tàn, những cái đạo khác trỗi dậy như là đạo Hồi chẳng hạn, và họ tới đây biến nơi này trở thành một nơi rất là điêu tàn, thậm chí là những cái nhục thân xá lợi của Đức Phật ở trong này cũng bị đem ném xuống sông Hằng luôn. Nhưng mà cái việc ném tro cốt xuống sông Hằng là một việc rất là bình thường đúng không? Bởi vì theo đạo Hindu thì người ta sau buổi lễ trà tỳ thì tro cốt đều phải rải xuống sông Hằng hết. Một bậc thánh tăng đã từ Trung Quốc sang Ấn Độ, và khi mà biến ở đây thì Ngài Huyền Trang đã mô tả nơi đây là một nơi cực kỳ, các tu viện thì tráng lệ, thành trì thì nguy nga lộng lẫy. Và ở đây thì có khoảng 1.500 những bậc tu sĩ tập trung tại đây. Và nơi đây là một trong những cái nơi mà thánh địa của Phật giáo. Và đây chính là nơi để tưởng niệm Ngài Huyền Trang, người đã đi hơn 100 quốc gia trong cái hành trình rất dài để đến được Ấn Độ để đi học Phật. Và đây là hình tượng của Ngài Huyền Trang. Bức tượng này thì thể hiện tình hữu nghị giữa Ấn Độ và Trung Quốc, hai nước có mối văn hóa giao hữu về Phật giáo với nhau. Thật ra trước Ngài Huyền Trang thì đã có một tăng sư có tên là Pháp Hiển đã đến rồi. Sau đó thì Ngài Huyền Trang tiếp nối để đi qua đây viếng Phật thôi. Huyền Trang thì sinh năm 603 và mất năm 664 sau Công Nguyên, dưới triều đại nhà Đường. Đi vào trong, vào đây mới thấy được kiến trúc của Trung Hoa nè. Ngày xưa Ngài Huyền Trang đi là đội đeo cái ba lô giống vậy đó, giờ kêu ba lô, chứ ngày đó người ta làm bằng gỗ á, nó nặng lắm à. Khi mà đến được thiên trúc tại La Đanh Đà thì Ngài Huyền Trang đã rất là xúc động. Trung yu lại đào là Na Lan Thổ. Đảnh lễ Ngài Huyền Trang. Trung yu zâu jìn là xin trung là sân điện. Ngài đã thực hiện một cái hành trình đáng ngưỡng mộ. Wo lai le. Wo lai le. Chỉ có điều là trong nhật ký của mình thì Ngài Huyền Trang không hề nhắc tới những xá lợi được tìm thấy ở Birawa. Rồi. Tiếp tục hành trình hành hương tới Đức Phật thì bây giờ chúng ta đang có mặt tại Nalanda. Đây chính là trường đại học Phật giáo đầu tiên trên thế giới mang tầm cỡ quốc tế, được thành lập vào thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên. Nơi đây thì Đức Phật đã đến rất là nhiều lần để thuyết pháp trước đó. Và trong cái vùng đất rất là hưng thịnh và linh thiêng này của đạo Chen, Kỳ Na và đạo Phật thì người ta đã cho xây dựng nên một trường đại học rất là lớn, có rất là nhiều sinh viên từ các quốc gia tới đây để tu học, từ xứ Ba Tư, Tây Tạng, Miến Điện đến nước Simla cũng tới đây để học. Và đặc biệt ấn tượng nhất đó chính là cuộc hành hương của Ngài Huyền Trang, người đã đến đây vào thời kỳ nhà Đường, thời kỳ hưng thịnh nhất của Trung Quốc, vào thế kỷ thứ 6. Và trong Đại Đường Tây Vực Ký thì Ngài Huyền Trang đã mô tả đây là một nơi với rất nhiều tu viện, rất nhiều kinh sách, và có hàng ngàn tăng sĩ và các sinh viên tới đây để tu học. Này là bản nguyên gốc ngày xưa nè anh. Bản điêu khắc ngày xưa.
này gọi là báu vật không đó. Ngàn năm rồi đó. Nơi đây chính là quê hương của hai vị đại đệ tử rất nổi tiếng của Đức Phật, đó là Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Chính nơi đây thì Tôn giả Xá Lợi Phất cũng đã nhập Niết Bàn. Ở tại khu vực này, khoảng cuối thế kỷ thứ 6 thì đội quân Hồi giáo từ Thổ Nhĩ Kỳ qua đây tấn công. Và người ta đã càn quét nơi này để cho Đại học Lên Anh Đà ngày càng suy tàn và Phật giáo ở Ấn Độ chính thức bị suy tàn từ đó. Người ta nói kinh sách ở đây rất nhiều, cho tới nỗi mà khi mà quân đội, đội quân Hồi giáo vào đây càn quét thì họ đã thiêu rụi kinh sách và thư viện Phật giáo cháy đến 3 tháng vẫn chưa hết. Bởi vì mà cũng may là nhà sư Huyền Trang đã mang một phần kinh sách đi về Trung Hoa. Từ đó mà ông đã cho phiên dịch lại chữ Hán từ tiếng Pali. Rồi sau đó thì kinh sách đó đều được đưa tới Việt Nam của mình. Vậy thì mọi người có thắc mắc là việc thờ Bảo Tháp chuyển sang thờ tượng Phật xuất phát từ đâu không? Và các bậc La Hán đã ẩn tu như thế nào sau thời của Đức Phật? Hãy đi coi thử nhé. Xin chào bà con, cô bác, anh chị. Sau lưng mình đó chính là chùa hang Asanta. Từ đây mọi người có thể thấy là xung quanh mình đó chính là một cái dải hang động, và chiều dài nó tới 2 cây số lận. Mọi người thấy rất là rộng. 2200 năm thì tăng đoàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chọn nơi này để mà cư ngụ, tu hành, tu thiền cũng như là truyền bá Phật giáo. Người dân ở đây kể lại thì sau khi Đức Phật nhập diệt, một thiên thạch lớn đã rớt xuống cái chỗ này, tạo thành một cái hố khổng lồ. Vì thiên thạch có sức chữa lành bệnh tật nên người ta đã đục riết rồi thiên thạch không còn nữa. Duy chỉ có tăng đoàn của Đức Phật cho rằng đó là chỉ điểm của chư thiên về một cái vị trí lợi lạc để mà có thể thỏa nguyện công phu tu tập, nên đã quy tụ về đây, đục đẽo hoàn toàn bằng tay vào các vách đá để tu tập, tạo thành một cái di sản của nhân loại. Rất là đặc biệt, một cảm giác rất là thiêng liêng, một cảm giác rất là tự hào khi mà tới đây là một người con của Phật tử, cảm thấy những gì mà công sức của những cái tăng đoàn và các ngài Bồ Tát, chư vị thiện thần hay là những cái vị tu sĩ thôi đã chọn nơi này để mà tu thiền, và không biết bao nhiêu người đã thành chánh quả tại đây để mà ngày nay giáo lý của đạo Phật vẫn còn lan truyền rất là mạnh mẽ và sâu đậm. Chưa về hả? Chú quay. Chú quay. Này ông đồ. Hoàng Thái Giám. Ủa. Hoàng Thái Hậu. Cái lộn. Hoàng Thái Hậu đó. Đã lên kẹo đi hết rồi. Và bây giờ thì Phan Hoa Ca lần thứ 2 quay trở lại đây. Đó chính là gì mọi người biết rồi đó. Ngoài sau lưng mình đó chính là một cái di tích Phật giáo cực kỳ nổi tiếng. Một cái di tích mà 2200 năm. Nếu như chúng ta ngày xưa mọi người từng nghĩ là các bậc đạo sĩ, những cái vị chân sư hay là những cái tăng đoàn của Đức Phật khi mà họ ẩn cư tu hành thì như thế nào, thì đây sẽ là một minh chứng mà mọi người có thể tưởng tượng rằng cách đây 2200 năm thì những cái bậc chân sư, những vị tăng sĩ thì họ tu hành như thế nào. Đó là tại hang động Asanta này sẽ cho chúng ta khai phá và khai mở ra rất là nhiều những cái kỳ bí. Và chúng ta có thể hiểu được ngày xưa cái sự kỳ công và kỳ tài của những cái vị tăng đoàn của Đức Phật. Thật ra thì không cần phải đi lên tới dãy Hy Mã Lạp Sơn chúng ta mới có thể thấy được những cái hang động của những vị chân sư. Mà ở đây thôi là chúng ta đã có thể thấy được họ ẩn cư tu thiền như thế nào rồi. Bé tham quan ở đây nè. Cho người nước ngoài là 600 ruby. Two ticket, two people. Phái đoàn của mình hôm nay thì đa số sẽ mặc theo trang phục của Việt Nam. Namaste. Cổ truyền truyền thống của Việt Nam sẽ vào đây giao thoa văn hóa với sự cổ đại của Ấn Độ.
hang động sẽ đánh số, hang số 1, số 2 rất là dài qua tới bên kia luôn. Cái hang này chưa có hoàn thành mà ta bỏ ngang á. Mà thấy mấy cái nhớ cái vết mà điêu khắc á rất là nham nhở và chưa có hoàn thành luôn. Mấy này mà ta điêu khắc thành cục đá luôn là biết nó kỳ công cỡ nào rồi. Những công trình ở đây thì được tạc sớm nhất vào khoảng thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch và trễ nhất là khoảng thế kỷ thứ 6. Ước tính thì hàng ngàn tấn đá đã được đục khoét mỗi ngày và vận chuyển ra để có thể tạo thành những cái hang động. Mỗi hang như vậy thì tốn gần cả thế kỷ mới có thể hoàn thành đó. Người xưa quả thực là vừa kỳ công mà cũng vừa kỳ tài. Mà cái hang này là bị bỏ hoang lúc 1000 năm á, là trong rừng sâu luôn á. Khi mà Ấn Độ dưới quyền thuộc địa thì một sĩ quan người Anh có tên là John Smith trong một chuyến đi săn đã lạc vào một cái khu rừng. Thần đưa lối, thánh đưa đường, ông mò mẫn tới một cái di tích của nhân loại. Một khám phá như một nền văn minh lâu đời mở ra trước mặt ông khiến ông vô cùng sửng sốt. Vừa kinh hãi mà cũng vừa tò mò, ông dốc sức trèo lên và đi vào một cái hang số 10. Dù hôm đó thì ông không đi săn được con thú nào cả, nhưng mà ông đã tìm ra một cái kho tàng Phật tích khiến cả thế giới phải giật mình. 1890 Signature of John Smith. John Smith. Ông cũng không quên là đánh dấu tên của mình vào một cái cột đá. Nếu mà bây giờ mọi người có đi vào hang số 10 thì vẫn có thể thấy tên của ông. Cái này là hang số 10 luôn cô, là hang cũ nhất đây sao chưa làm xong được. Đây là hang số 10 trong quần thể hang động Ajanta, là hang cũ nhất. Đây ngày xưa người ta không có thờ hình những cái hình mẫu của Đức Phật mà người ta sẽ thờ những cái bảo tháp như nè. Tại vì bây giờ hiện đại người ta mới vẽ ra bức tượng của Phật này chứ người ta tưởng tượng ra thôi. Chứ ngày xưa là bảo tháp là tượng trưng cho Phật á. Sau khi bị bỏ hoang ngàn năm thì độc vật đã xâm chiếm ở nơi này. Quần thể Ajanta gồm có tu viện nè, thiền đường, tịnh xá và chánh điện. Đây có thể được coi là một cái thành phố thạch động mà các vị tăng ni Phật tử đã kỳ công tạo nên. Người ta cho rằng chính tại nơi này thì hình ảnh của Đức Phật mới được lan truyền ra. Và đặc biệt là Ngài Huyền Trang khi tới đây cũng đã nhắc tới cái chùa hang này trong cái đại đường Tây Vật Ký của mình đó nha. Earlier cave temple, the new cave temples. There is a Mahayana phase of Buddhism, Mahayana. In 9 and 10 we have seen stupa, simple stupa we have seen. But here before stupa we can see image of Buddha. Means from here image worship started. Một thời hoàng kim, tứ phương tăng chúng đã tề tụ về đây, chánh pháp lan tỏa như là khói hương, tiếng kinh tụng thì trầm vang khắp cả hang động và khu rừng, một âm thanh cực kỳ nhiệm màu, vậy mà một thời huy hoàng của Phật giáo ở Thiên Trúc nay còn đâu. Hang cuối cùng cũng là nơi mà có hình tướng của Đức Thích Ca đã nhập Niết Bàn, xung quanh là các chư vị thiện thần hộ pháp cũng thành tâm đảnh lễ. Dù bổn sư đã viên tịch rồi nhưng mà giáo lý của Ngài đã tồn tại hàng ngàn năm qua, cứu vớt biết bao chúng sanh khỏi mê lầm của thế gian. Còn các đệ tử của Như Lai thì đã để lại một cái công trình điêu khắc vào trong đá vô cùng hoàn mỹ, không có nơi nào khác hay là một công trình như thế này tồn tại trên thế gian và biến nơi này trở thành một cái quần thể di tích Phật giáo lớn nhất trên thế giới. Cho nó. Thử con kìa cô. Đồ ơi, nó giật. Cậu nó cô quăng cho chú anh. Thử con kìa, bao dữ rồi. Đưa đây chắc nữa. Bái dữ rồi. Có khỉ không ở đây, tao mua cho khỉ không à. Mọi người thấy hành trình chiêm bái thánh tích của mình đi rất là nhiều nơi, hàng ngàn cây số xa xôi như vậy nhưng mà cũng không xi nhê gì với đoạn đường hoằng pháp của Đức Phật, vua A Dục hay là Ngài Huyền Trang. Vì đoàn toàn là đi xe không mà ngày xưa người ta đi bộ. Chuyến đi kết thúc tại đây, cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi và chúc mọi người lệ lạc trong chánh pháp. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Hi. Tính tiền rồi ạ.